thám tử hôn nhân với sự mới lạ, khác biệt. Hai MC là hai thám tử Cát Tường và Tiết Cương sẽ tiếp cận các cặp vợ chồng. Bánh này bánh tiêu quá chị. Hình cưới cũng không treo luôn. Bí mật thu nhập bằng chứng hôn nhân, chân thật, sống động khi hai vợ chồng kể tội đối phương. Trong nhà trong cửa. Thám tử sẽ phân xử xem ai là người có lỗi. Chương trình sẽ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, hài hước, kịch tính, bất ngờ, lãng mạn. Em cưới từ vậy tới già, tới lúc mình mất luôn. Đón xem Thám tử hôn nhân vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7. Không có gặp nhau thường xuyên, không có gặp nhau thường xuyên. Nam chính, nữ chính. Dính luôn, dính luôn. Gặp nhau rồi tìm hiểu rồi tới bây giờ là cưới luôn đó. Rồi bây giờ là cấm bà đóng phim luôn, cấm bà đóng phim luôn. Cái chuyện đó của ông xã em đó là cái chuyện mê xem một cách quá mức. Dạ, Tích Cương bịt mặt rồi, Tích Cương bịt mặt lại rồi. Xin chào đón quý vị và chúng ta đã quay trở lại với chương trình Thám tử hôn nhân. Và ngày hôm nay tinh thần của Tiết Cương như thế nào? Wow, mặc đồ đôi với tôi luôn nghe. Hôm nay Tiết Cương rất là háo hức để khám phá và tìm hiểu xem cặp vợ chồng sắp tới là cặp vợ chồng như thế nào, để chúng ta có thể điều tra và chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa về cặp vợ chồng này. Thám tử mù hả? Không, tại vì mình đeo mắt kiếm cho giống thám tử thôi, là tháo ra. Bây giờ nguyên tập này mình đeo mắt kiếm luôn rồi mình có thấy đường không? Không. Cho tháo cái áo ra luôn. Nóng lắm, mặc áo nóng lắm, tháo ra luôn. Tháo áo luôn đi. Rồi. Nguyên cái gì vậy? Rồi sao? Mọi người thấy hôm nay hai thám tử đẹp trai đẹp gái hết sức không? Một tràng vỗ tay cho Tiết Cương và Cát Tường. Và để xem cặp vợ chồng ngày hôm nay họ là ai nha. Xin mời cho chúng tôi kết nối. Chết rồi Tiết Cương ơi, mình tưởng nó hai đứa mình đẹp mà bây giờ hai bạn này đẹp hơn hai đứa mình rồi. Hai vợ chồng em xin chào anh chị thám tử Cát Tường và Tiết Cương, xin chào khán giả đang xem chương trình Thám tử hôn nhân. Dạ thưa chị Cát Tường, em là Quang Thái, hiện tại đang là diễn viên tự do, còn đây là bà xã của em. Công việc của em đó là ca sĩ các tụ điểm phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện tại công việc chính đó là nội trợ. Hai đứa tụi em quen nhau cũng năm 2013, khi mà bà xã em được mời lên casting cái bộ phim Miền Xanh được quay tại Đồng Tháp, thì may mắn thì bà xã em được chọn, thì em cũng là diễn viên trong cái bộ phim đó luôn. Rồi hai đứa tụi em gặp nhau rồi tìm hiểu rồi tới bây giờ là cưới luôn đó. Rồi bây giờ là cấm bà đóng phim luôn. Đóng một bộ phim duy nhất thôi. Kỳ vậy, mà mình cũng là người diễn viên mà tại sao thì không cho vợ mình đóng phim? Ích kỷ. Quay mà quay riết là thế nào? Người khác cũng vớt tay trên của em, thà em cất vô cung, cất vô kho cho nó chắc gì hơn. Tiết Cương thấy sao? Tiết Cương, giờ muốn Tiết Cương lấy vợ về, rồi Tiết Cương có cho vợ đi đóng phim nữa không? Khi mà mình lấy vợ cái nghề nghiệp nào á thì mình phải tôn trọng nghề nghiệp đó của vợ mình chứ. Đúng không? Thật ra là lúc mà em đi phim á thì công việc hiện tại lúc đó của em đã là đi hát rồi. Thì ông xã em lúc mà quay xong cái phim đó thì cũng có nói là: em ơi, anh thấy á, thật sự á, em đi phim cực lắm, anh thấy em gian nắng dầm mưa còn lội sông nữa, anh thương lắm. Nên bây giờ thôi thì em cứ đi hát buổi tối như vậy đi, lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng ở trong phòng máy lạnh rồi mát mẻ như vậy á, thì anh thấy em công việc của em nó sẽ tốt hơn là em cứ đi rong ruổi theo nghề phim như vậy. Dạ. Hồi nãy em chia sẻ là chỉ là một khía cạnh thôi, còn trước đó là bà xã em đi hát rồi. Tôi tưởng đâu bắt ở nhà nội trợ luôn, chứ còn không đi phim mà cho đi hát thì vẫn ok, vẫn được. Em hát dòng nhạc gì vậy? Dạ, em chuyên hát về dòng nhạc ngoại ạ, nhạc Mỹ. Em cũng có hát nhạc Việt Nam. Làm khúc tặng ở chương trình rồi.
trong mùa dịch coi giải trí chút xíu cho nó vui nè. Nhân trong chương trình ngày hôm nay thì em thấy sao mà đầy ắp tiếng cười, đầy ắp tình yêu, chắc em tặng cho hai anh chị ám tử ôn nhân cũng như là khán giả với ông xã em ca khúc Cảm ơn tình yêu mà chỉ một đoạn thôi nha. Rồi, mời em. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu để cho chúng ta gần nhau, phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu để cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Wow, giọng rất là hay, giọng rất là nội lực ha. Rồi, chị cảm ơn phần âm nhạc em đã dành cho chương trình. Rồi bây giờ chia sẻ một chút cái tình yêu đi. Cái gì mà từ 2013 đến nay là coi như là cũng là 7-8 năm rồi. Hai đứa tụi em tìm hiểu và quen nhau là khoảng 3 năm rưỡi thì tụi em đám cưới là 2016. Tới hôm nay là coi như là cưới nhau là được 5 năm rồi chị. Và có được một bé gần 4 tuổi rồi. À, cho anh hỏi cái lúc mà hai bạn đóng phim chung á, là cái tuyến nhân vật của hai bạn có gặp nhau thường xuyên và hai người có giống như tương tác nhiều trong phim đó không mà nảy sinh tình cảm vậy? Không có gặp nhau thường xuyên, không có gặp nhau thường xuyên. Nam chính, nữ chính. Dính luôn, dính luôn. Dính luôn, dính không đoạn nào, dính lắm. Phim giả tình thật nè. Chạy sao đó, tao nói giúp tự ly nhiệt tốc độ mà. Bữa nào cũng phải chết duyên thôi. Rồi quen nhau suốt 3 năm như vậy thì có cái lý do gì hay là cái cột mốc, cái kỷ niệm gì mà quyết định là kết hôn? Tại vì bà, cái môi trường của bà xã làm á, là chị cũng biết là cái trong những cái giống như mấy cái quán bar mà nhạc hay nhạc tour cho khách Tây người ta nhảy á chị. À, bà xã mà hát đây chỗ đó thì ở những đó là những cái dạng những người giống như là người ta đã thành đạt hết rồi chứ không phải là những cái bar mà dành cho những tuổi trẻ. Em thấy để ý là ở những đó là những người có điều kiện vẫn tán tỉnh bà xã em, nhưng mà cuối cùng bà xã em vẫn chọn em. Thì đóng phim mà nhiều khi mình cũng đâu có bao nhiêu, người ta làm kinh doanh thì tất nhiên là người ta phải kinh tế người ta tốt hơn mình rồi. Thì mình cứ từ cái đó mà bà xã em từ bỏ hết tất cả mà chấp nhận theo em, gầy dựng từ từ với em, thì cái điều đó là em rất là quý. Ngày xưa hai đứa còn đi cái xe máy số nữa mà, trong khi bà xã hát ở đó là coi như là những người người ta đi xe hơi, em còn chưa biết hình dung, còn mơ ước được một chiếc xe hơi nữa mà. Rồi, thế bây giờ chị hỏi em gái nè, giống như chồng em chia sẻ là xung quanh em đi hát là bao nhiêu người gọi là điều kiện nó hơn chồng mình, tuổi em cũng còn trẻ nữa, thì tại sao em quyết định lấy chồng sớm như vậy mà lại chọn một cái người mà lúc đó gọi là sự nghiệp cũng chưa có gọi là chắc chắn, chưa có nhiều cái tiền đồ nó chưa có nhiều. Lúc mà tụi em quay gần hết bộ phim á thì ảnh có nói với em một câu như này: nếu như mà em vẫn còn tham vọng thì mình dừng tại đây, mình dừng tại đây. Em muốn tình cảm của chúng mình á có thể gắn bó lâu dài á thì em buộc phải rời xa những cái mà em mong muốn được nổi tiếng. Với một cô bé mà mới 22 tuổi á thì thật sự là đối với em nó quá khó khăn luôn. Nhưng mà không hiểu sao em có thể từ bỏ được tất cả mọi thứ, có lẽ bởi vì em thương ảnh nhiều. Lúc đó em đang ở trọ quận 1 mà ngày nào ảnh cũng từ Thủ Đức nhà ảnh đi lên đưa em, đưa đón em đi về, đi lên đi xuống như vậy. Và khi mà em bệnh ở trên đó thì anh đạp xe đạp, ảnh đi bộ mua cháo cho em, tất cả mọi thứ để mang lên cho em, để em cảm giác như chắc không còn một cái tình yêu nào mà nó tuyệt vời hơn đối với em đó hết. Còn những cái người đàn ông khác có lẽ chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, thì em lại càng cảm thấy rằng là còn rất là nhiều cám dỗ. Nếu như mình vượt qua được cái cám dỗ đó và mình chọn cái hạnh phúc là gia đình mình đó, em chỉ cần một người đàn ông yêu thương em chân thành và cùng em gây dựng mọi thứ là đã quá tuyệt vời rồi, chứ không cần ai phải lo lắng cho mình hết. Vậy là anh chỉ cần yêu em cả thế giới là để em có. Thì cứ đi làm về rồi đưa tiền cho em được. Rồi bây giờ anh với chị Cát Tường đã hiểu được cái mối nhân duyên của hai bạn rồi. Giờ anh với chị Cát Tường muốn vào phần thám tử là muốn điều tra xem cái sự thấu hiểu và cái sự hiểu nhau giữa hai vợ chồng như thế nào không nhé. Rồi mời anh Tiết Cương đến với câu hỏi đầu tiên. Lần cuối cùng gần đây nhất chồng tặng quà cho vợ là khi nào? Cái gì mà cười tí tửng vậy?
vô cái này chắc em nghĩ là đúng rồi đó. Rồi mời đáp án của hai bạn. Dạ đáp án của em là đám cưới. Ủa đám cưới hả? Em nghĩ là có luôn á. Không có hả? Cái gì mà 8 năm trời mà không có bó hoa nào hết trơn vậy trời? Không, à thôi chứ không có hoa. Nếu vậy là câu này sai nha, câu này không có trùng khớp nha. Sai. Lần đầu tiên chồng vào bếp trổ tài, nấu cho vợ món ăn gì? Dạ, chắc là cơm chiên đúng rồi. Dạ. Tôm luộc. Tôm luộc gì? Ủa sao chắc hết vậy? Ủa nhưng mà anh có luộc cho em nào đâu. Cái lần mà Thái luộc tôm cho Chi ăn là cách đây bao lâu rồi? Chắc cũng 7 năm mấy. Lâu rồi đó. 7 năm mấy. Bây giờ cái mùa dịch này á, nhà không có đi đóng phim gì trơn á. Kết thúc chương trình này là mơn suy nghĩ không, trong mùa dịch mình nấu một bữa ăn cho vợ đồ, một bữa coi để vợ có hãnh diện chụp post lên Facebook khoe cả làng cả xóm rồi thử coi. Dạ em tính cách nào của chồng mà vợ không muốn con thừa hưởng? Đúng chắc luôn, cửa nào cũng dính hết. Tan tiền. Wow, cọc tính ha, cọc dữ lắm ha. Ờ ông xã em á ngày xưa có cái tính như vậy này chị, bây giờ vẫn còn nhưng mà đã hạn chế được một chút. Đó là mỗi lần mà anh tức giận lên á chị, thì anh cũng rất dễ thường hay làm đau bản thân mình. Thì anh sẽ hay thường đập tường hoặc là đập tủ hoặc là bất cứ thứ gì để làm đau. Ông xã mình đau như vậy, mình rất là tức mà mình rất là thương luôn. Mà lúc nào cũng là như vậy hết. Nên em sự không thích cái tính này một chút nào. Chị thấy là cái này không có nên như vậy nha. Cái này gọi là cái gu hành hạ thể xác nè. Cái gu này hồi xưa trẻ Tí Cương chắc không có đâu. Gu này ngày xưa chị hồi trẻ chị cũng hay làm lắm. Nhưng mà sau này mình thấy mình làm như vậy là dại dột. Là rõ ràng là Thái phải bỏ nha Thái nha. Phải hoàn toàn bỏ cái đó nha. Chồng thích vợ mặc trang phục nào nhất? Mặc đầm. Đầm. Yeah. Có khi nào mà mình chuẩn bị đi diễn cái mình bận một bộ đầm nào đó đi ra mà chồng mình nói là ô anh không thích bộ này em đi thay đi không? Ôi không có thay, nhưng mà vừa ra cái giống như mới sanh xong á chị, hơi dư cân. Không phải có... bước lên xe cái nó đứt cái sợi bút tê sau lưng, anh đầu xe thở về thay đồ. Anh còn một cái đầm mà ngày xưa anh kêu em vào thay liền lúc mà mình đi ăn mà. Đám nhớ vợ em qua anh chở đi chơi, vợ em vừa bước xuống xe cái em thấy mặc cái đầm này cái làm gai rồi em nhìn gai mắt liền. Em không thích cái đầm nó thiệt, tự nhiên nó tầng nó y như con nhộng vậy đó chị. Thì biết con sâu mà mắc cười lắm mà nó kỳ nó mùa đen của người ta mà khổ ghê. Cái đầm nó còn không? Dạ không, em cho rồi xong rồi kể từ đó là không bao giờ em mua đầm còn đầm gì hết. Ổng nhìn là ổng cứ nghĩ em thành con sâu y như con nhộng vậy đó, kỳ lắm. Bây giờ nè, đúc kết lại qua năm câu hỏi vừa rồi thì chị Tường thấy là gia đình tụi em, thứ nhất là nếu mà nói nhìn bề ngoài thì quá sức là xuất sắc rồi, quá đẹp đôi rồi. Nhưng mà khi mà mình test nhanh một chút thì mình thấy cũng còn có những cái đoạn mà lục đục nhau nha. Mặc dù là bên nhau cũng như vậy là 8 năm. Thế bây giờ mời tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng như là hai em, chúng ta sẽ qua đến phần thứ hai, đó là cái vòng để mình tố nhau, gọi là vỡ mộng hôn nhân nha. Bây giờ mình sẽ mời ưu tiên cho phụ nữ nè. Bây giờ Chi sẽ tố chồng mình trước. Trời, em cũng muốn bộc bạch với anh chị cái tật xấu. Nó theo em dai dẳng suốt 8 năm và em nghĩ mãi về sau này luôn mà em phải chịu đựng cái chuyện đó của ông xã em. Đó là cái chuyện mê xem một cách quá mức. Dạ, Tí Cương bịt mặt rồi, Tí Cương bịt mặt lại rồi. Em với anh Tí Cương giống nhau rồi đó. Ủa, vậy là anh nào cũng mê như vậy á hả? Anh Cương, sao? Anh Cương mê xe lắm á. Hết dịch là Tí Cương sẽ gặp Thái để review xe. Xe ngày nào cũng coi nha, từ xe máy, xe mô tô rồi xe ô tô. Mà nói là không có tiền thôi, anh coi làm cái gì mà sao? Thì anh coi vui thôi. Mà hả, lúc mà mới quen nhau là chưa biết đi xe hơi là cái gì. Thì năm 2015 em nhớ là lúc đó tụi em chưa cưới nhau, nhưng mà hai vợ chồng cùng góp lại mua một chiếc Kia Morning. Trời ơi, cái cảm giác mà ổng ngồi trên xe á, ổng tận hưởng cái cảm giác ổng khoái lắm. Còn ổng kêu thôi em lái xe máy em đi về nha, thôi em lái xe máy em đi về nha. Anh ngồi trên xe thôi anh đi. Ổng cứ lang thang từ tuyến đường này sang tuyến đường khác, ổng cứ đi vậy á chị. Và em về trước hôm nào mà chờ hoài không thấy ổng về. Một năm thôi là em ơi, mà anh thấy cái chiếc này nó nhỏ quá,
nó không có còn phù hợp che nắng che mưa cho mình nữa. Hay bây giờ mình bán chiếc này, mình gom tiền mình mua cái chiếc nó bự bự hơn đi, ngồi cho nó đã hơn. Vậy mà em cũng không hiểu vì lý do gì mà ổng cũng gạt em mua được cái chiếc xe Honda Civic cũng đời cũ. Rồi mua xong nha chị, xong rồi ổng lại lên trên đó, em với ổng lại đi xe hơi lên, xong rồi đi về cái cảm giác đầu tiên, trời ơi đi từ từ thôi, đừng có bắt, đừng có hối em đi nhanh. Trời, xe đông người quá trời, trời cái chú kia đi xa xa đó, không hơn xe mình. Đi, ổng đi hoài từ quận 6 mà không biết khi nào mới về được tới Thủ Đức luôn. Nope. Xong kêu, anh sẽ chăm sóc cái chiếc xe này đến khi nào mà họ anh muốn anh không mua nữa đâu, anh không có nghĩ tới mua. Dạ, tới năm 2019 khi tụi em mới cưới nhau được 3 năm. Em ơi, cái chiếc này sao nó hôi cái mùi thuốc quá. Nó chạy nó ồn ào quá. Anh thấy đau đầu lắm, anh không thể nào mà lái được chiếc xe này. Rồi cũng gạ, chị Tùng em tức thật sự luôn. Tiền bạc lúc đó đâu phải dễ mà có, chị kiếm mà mình còn phải làm nhiều thứ nữa chứ đâu phải chỉ mỗi chuyện mua xe đâu. Vậy mà em kêu đừng có vợ nó anh ấy, anh đừng có làm gì em bực mình đấy nha. Vậy mà cũng không hiểu vì lý do gì em cho ổng mua luôn đó chị. Đến tận bây giờ là đổi qua mấy chiếc xe hơi rồi. Xe hơi là xe thứ ba, còn xe máy chắc cũng phải 6-7 xe rồi chị. Ổng mua một cái chiếc xe máy, ổng sẽ đi trong vòng khoảng tầm 6 tháng. Xong rồi ổng cảm thấy là ok, đã cái nư ổng rồi, cái ổng lên ổng bán cho người ta. Xong ổng mua liền một cái chiếc khác thấp hơn để ổng đi tiếp chị. Nó không cần hỏi ý kiến ai hết á. Nhưng mà được cái là nè, tiền dư của em này. Tức là cái chiếc xe mới nó rẻ hơn chiếc xe cũ thì em chịu. Thì em chịu có đưa tiền lại luôn à. Có bằng chứng gì không? Rồi bao nhiêu năm có lưu lại bằng chứng gì không? Tô hình cho chị với Tí Cương coi với coi. À, dạ. Ồ. Năm 2015 là lúc này đó, đây là chiếc Honda Civic. Ảnh mua năm 2016. Và chiếc cuối cùng đó là rủ cả mẹ rồi cả ơi. Nhưng mà cũng nhờ chồng em mê xe mà em mới có những cái tấm hình để lại làm kỷ niệm đó không? Chiếc xe em thấy nó đâu có bụi đâu mà sao một tuần nào ông cũng bôi đâu, ông rửa không? Ông rửa tới rửa luôn. Trời ơi, một ngày ông rửa xe hơi xong ông chạy qua ông rửa xe máy. Xong rồi ông rửa hết chiếc này đến chiếc nọ rồi. Rồi chị có biết ông cứ nghĩ là chỉ cần một cái xước nhỏ ở trên cái xe thôi là cái đêm đó ảnh không ngủ được. Và ảnh phải tìm mọi cách để sáng ngày mai mới 5 giờ, 6 giờ sáng thôi là mò chạy đi mua cái gì đó xịt về cho hết cái vết xước đó, không là ổng không ngủ yên. Trong khi em hả, em mà có bị cắt dao hay là bị cái gì em kêu anh em bị đông tay quá, em bị xước tay. Vậy hả? Vậy thôi. Thôi đi pha thuốc đi. Sao vậy Thái? Sao mà mê xe bỏ vợ bỏ con luôn vậy? Chị ơi, ngày dịch cập không ra khỏi đó là ảnh nằm ở trong xe phải 30 phút. Khoảng một tuần là 2-3 lần như vậy. Nghe nhạc xong hưởng thụ trong đó, làm cái gì làm ở trong đó. Bởi vì người ta nói phụ nữ không hiểu gì hết. Anh Cương ơi, người ta lên người ta phải đề máy cho nó sạc bình anh Cương. Đúng rồi. Đúng rồi. Chi phải hiểu á, cái đàn ông tụi anh á là nếu mà đàn ông mà gọi là đàn ông chuẩn men á là ai cũng thích xe và ai cũng đam mê xe. Và cái giới đàn ông trong hội xe tụi anh á, ví von á, xe là vợ bé. Chứ bây giờ khi một người đàn ông á, người ta thương cái người vợ bé là chiếc xe đó, em có phải là em đỡ tức hơn nếu mà có một người vợ bé thiệt bằng người con gái không? Đúng không Cát Tường? Cát Tường thấy Tí Cương nói đúng không? Đừng có biện minh. Có cái vụ có vợ bé nữa. Vợ lớn là vợ lớn, không bao giờ có được vợ bé. Đàn ông thì nói chung là cũng mê xe mê cộ thì cũng đúng. Tại vì mình có đam mê, mình có tìm hiểu á. Nhiều khi á, trong nhà có cái gì nó hư đi, đi dọc đi xô, chở vợ đi xô, đi chậu hay đi diễn đồ. Có hư xe, hư cổ á, mấy người mà có đam mê á, có hay vọc xe, nghiên cứu xe, ít ra cũng biết chỉnh sửa chút đỉnh để giải nguy. Nhưng mà mê nó phải có chừng mực. Còn nếu mê mà đến nỗi mà tối là muốn đi ra ngoài xe mà ngủ không ngủ với vợ, cái đó chết với tôi à, cái đó không được à. Nhưng mà ngoài cái chuyện xe ra thì còn mê gì mà bỏ bê gia đình, bỏ bê vợ con nữa không? Còn một cái tính này thì em cũng không có nghĩ là nó xấu, nhưng mà em thấy là không phải người đàn ông nào mà ở tuổi 33 như ông xã em mà có đâu, nên em thấy cũng hơi là khó chịu, đó là ảnh bị già so với tuổi á chị, già so với tuổi á chị. Thích ngồi một góc uống trà, rồi một cái loa, ở thành phố không có chim thì ảnh mà lấy một cái loa ảnh mở cho chim nó hót. Xong rồi một cái điện thoại thì ảnh mở loa nhạc Trịnh Công Sơn, nhà Ngọc Lan, xong anh mở du dương, xong anh không có thích ai lại nói chuyện gì hết á. Thằng cu thì nó lại rất thích nhạc EDM sập sình.
rồi hai mẹ con thì mở nhạc trong này sập sình nhảy nhót, rồi ổng kêu là ồn ào quá. Trời ơi là trời, không cho người ta yên tĩnh không, đóng cái cửa là ê, đau đầu nhức đầu quá không chịu được. Thế là cứ la hai mẹ con em hoài, xong rồi bắt hai mẹ con em không có được đi ra phá cái bầu không khí yên tĩnh nó của ảnh vậy đó chị. Em xin mời anh chị tới với khu vườn đáng yêu của ông xã em, cái khu vườn mà anh chị muốn được tận hưởng một mình chứ không có muốn cho em, cho con vô rồi làm phá đi cái bầu không khí yên tĩnh đó, em xin mời anh chị. Ừ, cho anh coi đi, khoái lắm á. Sướng vậy. Dạ, cái này là ông xã em tự trồng và tự xây hòn non bộ rồi tự trải thảm hết à. Có nghĩa là ảnh tự làm hết tất cả mọi thứ. Thảm đó là cỏ, dạ, cỏ nhân tạo hả? Cỏ giả anh ơi, ở thành phố mình có trồng cỏ thiệt lắm anh ơi, mà trồng cỏ thiệt nó dơ lắm. Nhưng mà nhìn dễ thương quá à. Đến sáng là ảnh ra ngoài đó anh ngồi chưa mà em muốn ra em nói chuyện. Đâu, tới chưa nói cho cố, ta ngồi có 15 phút, 20 phút. Tới chưa nói quá, nắng sần ta chịu nổi. Ồ, tới cũng 10 rưỡi á chị. Nói chung là chị cũng không biết phân xử làm sao hết trơn á, nhưng mà chị thấy thì bây giờ cái này là cái giống như cái tính cách riêng của mỗi người rồi, giờ biểu thay đổi cũng khó. Thấy hai vợ chồng quá ngon lành rồi, trời tôi ước muốn nhà mà có cái khu vườn vậy nha, có người chồng vậy mà còn không được nữa, phải không Tí Cương? Quá anh là anh ganh tị với Thái có khung trời riêng luôn á nha. Đến phiên em nè, thì em có những cái gì em bức xúc gì vợ mình không đó, bây giờ tới phiên em đó em tố đi. Hay lẫy lắm chị ơi, nhiều khi mình nói chơi chơi vậy chứ lẫy lắm. Bà nấu cái món thịt kho hột vịt, trong cái mùa vịt này bà cho ăn giết cái mặt ngu luôn á, mặt như cái trứng luôn, ngơ ngơ con áo luôn. Mình nói trời ơi đừng có nấu thịt kho hột vịt nữa, ngán quá, thôi lấy cái thịt đó chiên mua xả ăn đi chứ ngán lắm rồi. Mà mình nói kiểu mình nói chơi, mình nói mình hơi mình vợ chồng mình thật thà với nhau trong cái cuộc sống mà có vậy thôi, cứ lẫy nữa. Cái tính lẫy này có từ hồi con gái hay là lúc cưới về mới lẫy, hay là sau khi sinh xong mới có? Ngày xưa luôn anh ơi, từ lúc quen là cũng nếu mà nói cái gì mà mình nói mình không có nghĩ, tính em mà vô tư lắm. Anh... mà cái bà hay suy nghĩ lung tung lắm. Anh chị ơi, có em phải công hiểu đó là con gái á thì rất là nhạy cảm mà còn làm nghệ thuật nữa, nên em chỉ thích những cái gì mà nói nhẹ nhàng thôi. 8 năm rồi mà vẫn cứ vô tư, xong rồi nói những câu nói làm em buồn. Có phải là em nấu hoài cái kho một vịt đâu mà em biết ảnh không thích, thì hôm nay em kho đâu có một vịt đâu, kho đâu có một vịt đâu. Không có vịt. Bà nấu một kho vịt kia bà không kho đâu mà không. Xong rồi anh thấy cái chuẩn bị kho hả, cái em kêu là trời ơi ngán quá, sao không làm món chiên heo quay gì đi, ăn gì mà nổi. Cái em tức cho chị, làm giống như là mình bỏ công sức tình yêu mình vô mình nấu cơm mà nói không có nói nhẹ nhàng, sao em không nói ăn cái món khác ngon ngon chẳng hạn thì nó sẽ khác rồi. Lâu lâu lúc mà em sinh xong á thì tóc em cũng bị rụng gì đó, tóc em rụng nhiều quá nè, sao tưởng này em muốn hói rồi này kia hay gì đó. Xong rồi nói thì em cũng tự ái đó chị, rồi hay nói là sao em mặc bộ này không có đẹp gì hết, hôm nay bụng em hơi hơi to này hay sao, ấy cái bắp chân em bự nè. Đó, anh cũng hay chọc em không, cái bắp chân có, em có clip bắp chân nha, có ngày thì hỏi em cái bắp chân anh coi cái bắp chân em có nhỏ không anh, mình cứ nói đại nhỏ, cái ngày nào hỏi riết mà ngày nào ba cũng chạy bộ với ba cardio á chị. Vậy xong rồi kêu nó nhỏ vậy á, đến lúc mà tấm hình xong tự nhiên ảnh nhìn vô kêu trời sao cái bắp chân em bự quá vậy chị, trời em giận với chị nó vậy chứ buồn lắm, nên em phải giận. Ai trời ơi kỳ. Không, cái này hình ngang em thấy trời ơi giống trời ơi, giống như là tiện thủ quốc gia. Không có là đấy trời ơi. Em quay lén, em ngỡ ngoài vừa mới ra mới đồ cái em quay lén. Trời ơi đâu có mấy bất gì đâu, trình nói hay chương trình đừng tắt như vậy, không là em lẫy chương trình luôn đó. Ngoài cái giận nó ra hay lẫy nó ra rồi vợ mình còn cái gì nữa không, có cái gì mình không vừa ý nữa không? Em hay đặt đồ trên mạng đó chị, em đi quay em kêu mà lấy cũng như camera hành trình đồ này nọ vậy đó, cái bạn mình đang quay Củ Chi những kim cương đồ đó, đặt cái gì mà một chuyện mấy triệu vậy, trả về mà trả tiền cho người ta đi, đặt cái gì mà nó quá tiền mà trả, gọi là phải trả tiền mà chửi thôi khổ gì. Tính này là không thể nào mẹ chấp nhận được mua hàng còn hơn cả phụ nữ, em chưa thấy ai mà mua hàng nhiều nha. Trời, dạ không chỉ về xe đâu mà cái gì nhỏ xíu anh cũng không có chạy ra ngoài đường mua được, mà cứ phải đặt ở trên đó và bằng đường vậy đó. Mua mà một ngày mà cứ về 3-4 đơn, một về 3-4 đơn em hỏi sao mà em chịu nổi. Vợ em quản lý tiền rồi mà em còn mua nhiều vậy, rồi vợ em la hoài là sao? Nếu mà mình muốn mua vậy thôi thì mình giữ tiền đi. Giữ tiền gì bà biết hết chị ơi, không có giữ được. Đi quay là phát cho 200-300 ngàn túi vậy đó. Chị thấy có vẻ là Thái á, là một cái người có vẻ cũng hơi nhây, biết tánh vợ mình á, là hay giận
hay lẫy nhưng mà hình như cũng hay chọc lắm đúng không? Ông xã em có một cái là muốn làm cái gì là bắt làm cho bằng được, ví dụ như hay thích bẻ bẻ tay em rắc rắc gì nè, mà em đã nói là đừng có bẻ tay em, đừng có bẻ ngón chân em, đừng có làm gì hết, em đau lắm, em không có thích. Thôi đưa đây anh bẻ thử cho, bẻ thử cho hay tại, lắm. Tại em nằm ở trên mạng em rảnh quá em coi người ta chỉ nặng nắng xương khớp rồi chị, bẻ lưng bẻ cổ đồ rắc rắc nghe sướng lắm. Trời ơi trời. Em mà kêu làm cái gì á mà hơi sàm sàm á lặng làm hết thì cái đó em có quay nó không đâu, quay quay gửi cho chương trình coi. Hai vợ chồng này á, hai vợ chồng này là kẻ tám lạng người nửa cân. Có muốn về nhà với em không? Không. Anh lấy em không? Không mà. Có muốn về nhà với em không? Không. Đừng có lại em chứ. Nhưng mà vậy vui mà, trong nhà trong cửa vậy vui. Ủa nhưng mà vậy thì thường vậy là con của tụi em á là nghiêng về tính cách ai nhiều hơn, giống ba nhiều hơn hay giống mẹ nhiều hơn? Em thấy giờ nó mới 4 tuổi nó cũng chưa hình thành nhiều lắm, chưa hình thành tính cách này nó, bây giờ thấy vẫn là hồn nhiên vô tư hả chị? À em thấy cô nó có cái nét hài hước giống chồng em á. Có cái nét. Cậu ta rất là hài. Là nhóc em là bây giờ đặt theo cái tên chung là nhân vật mà hai chồng em đóng phim, là cái tên nhân vật của em. Khi mà em nói phim với vợ em mà hai đứa em là dự tính là sau này sinh một đứa con gái, người sẽ đặt cái tên nhân vật của bà xã em. Con trai đâu rồi? Tôi ngủ. Dạ, ngủ bé rồi. Đang ngủ ở dưới đó chị. Rồi, thế bây giờ nãy giờ ha, hai anh chị lắng nghe câu chuyện của hai đứa em ha. Mặc dù là thấy tố nhau, chí chết, coi như là thấy điều là cãi lộn, cãi tay đôi nhau luôn. Ai cũng có cái lý lẽ của mình hết. Thế bây giờ đến cái phần cuối là cái phần mà để mình bày tỏ cái tình cảm với nhau, mình làm những cái điều gì đó tốt hơn để mà cải thiện cái hôn nhân của mình. Thì bây giờ hai vợ chồng nhìn nhau đi, mình mong muốn cái điều gì nè, mình muốn làm sao nè, hay là mình còn có cái điều gì muốn nói với người chồng, người vợ của mình thì mình chia sẻ đi. Bây giờ chị Tường với anh Tích Cương làm bằng là coi như là nhân chứng sống cho cái hôn nhân của tụi em. Chưa? Rồi mời hai vợ chồng. Anh cảm ơn em đã chấp nhận anh làm chồng của em. Rất là may mắn khi mà có được một người vợ, một người mẹ của con anh. Em cứ như vậy tới già, tới lúc tụi mình mất luôn là anh đã mãn nguyện. Không cần phải thay đổi, không cần phải làm bất cứ điều gì. Ôi, cảm ơn anh. Xúc động quá. Em cũng có chuẩn bị một lá thư. Lâu lắm rồi em không viết thư. Thì tối qua cũng loay hoay, lúc mà trước khi ảnh ngủ thì em cũng có viết một cái lá thư để gửi cho ông xã em. Có những cái gì trong lòng em thì em dễ thổ lộ hơn. Em xin phép đọc nha. Rồi mời em. Gửi anh, ông xã của em. Mình yêu nhau hôm mới đó cũng hơn 8 năm rồi anh nhỉ. Anh đùa với em và mọi người rằng tụi mình chứ chưa có kết hôn, là người yêu thôi à. Vì khi cứ coi nhau như tình nghĩa là cứ mãi lãng mạn, mãi nồng nàn và mới mẻ. Như thế cuộc sống vợ chồng mới không nhàm chán và nhạt phai. Có lẽ vì vậy mà suốt mấy tháng dịch phải ở nhà gặp nhau liên tục 24/24. Nhưng em và anh vẫn luôn chia sẻ, trò chuyện vui vẻ cùng nhau, động viên nhau và cố làm đối phương hạnh phúc nhất có thể trong thời gian khó khăn này. Cuộc đời này sẽ chẳng có ai là phải bất cứ ai, phải không anh? Thế nên tụi mình hãy vì chữ thương mà cố gắng vì nhau. Chẳng cần kỳ vọng hay áp lực lên nhau bất cứ điều gì cả. Hãy chỉ là nơi bình yên nhất mà mọi giông bão cuộc đời đều đứng sau cánh cửa gia đình. Và hãy luôn là nơi để cả hai cùng nương tựa lẫn nhau mãi về sau anh nhé. Một cái nha. Lâu lắm mới thấy bà xã với cái thân vợ chồng em, cũng chỉ mong là cứ như vậy hoài. Đến nào tụi em tới già chết luôn cũng được. Cứ như vậy thôi. Qua chia sẻ của hai em Thái và Yến Chi thì anh cảm thấy là những cái tật xấu của hai em tuy có tố nhau nhưng mà anh thấy là hai cái tật xấu, những cái tật xấu của tụi em rất là đáng yêu. Và anh chúc hai vợ chồng em mãi hạnh phúc, và sắp tới sẽ có một bé gái và có cái tên trong nhân vật nữ bộ phim mà em đóng. Cảm ơn anh, em sẽ luôn theo dõi kênh của anh. Chị Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho gia đình nhỏ của tụi em luôn được nhiều sức khỏe ha. Chúc cho cái sự nghiệp của hai em sẽ tiếp tục phát triển. Một lần nữa cảm ơn hai em rất nhiều đã đến tham gia cùng với chương trình Thám Tử Hôn Nhân nha. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Tạm biệt. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.
Và chương trình chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Quý vị nhớ đón xem nhé. Và bây giờ Tiết Hương, Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.